tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng phục vụ và quản trị mối quan hệ khách hàng với sự tham dự của 50 học viên đến từ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên tập trung nghiên cứu các nội dung về tư duy về kinh doanh hiện nay, các giai đoạn hình thành mối quan hệ khách hàng, công cụ áp dụng cho chiến lược thu hút khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ, xu hướng dịch vụ hiện nay, thiết kế chương trình khách hàng thường xuyên. Với sự tham gia trực tiếp giảng dạy của giảng viên giàu kiến thức và kinh nghiệm thực tế được mời từ trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, lớp tập huấn nhằm hướng tới mục tiêu giúp học viên nâng cao hiểu biết về du lịch, củng cố bổ sung thêm những kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, qua đó tiếp cận và giao tiếp hiệu quả với khách hàng, cải thiện chất lượng hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh trong thời gian tới.